Xin tự giới thiệu, tôi tên là Đặng Nhân Giao, hiện đang là giáo viên của trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn thuộc thành phố Tây Ninh. Với những gì anh vừa chơi thì nó còn khá là thô sơ, nó đơn giản quá, nó cho cái cảm giác là nhiều người có thể làm được. Rất tiếc tôi cũng không đồng ý. Tỏa sáng tài năng Việt cùng OMO.